Phương pháp luận của mình ở phân tích kỹ thuật đó là dựa trên phương pháp Wigorf đúng không ạ? VSA. Ở đây ấy, thì mình muốn nhấn mạnh là ví dụ Wigorf thì những cái quả mà hồi kiểu mà tạo đáy chữ V như này lên thì thường Wigorf sẽ không vào được, chia sẻ thẳng thắn luôn là Wigorf sẽ không vào được, và chia sẻ luôn với anh em là cái nhịp này là mình cũng không không vào một chút nào cả, mình không vào, và đến cái phiên hôm nay thì mình cũng không vào. Đó, lý do là tại sao thì mình cũng sẽ chia sẻ giải thích với anh chị em. Và nếu các bạn xem những cái livestream của Linh thì Linh cũng đều chia sẻ cho mọi người một cách nó rất là khách quan, đều chia ra làm hai kịch bản, và mỗi kịch bản đấy thì chúng ta nên làm những cái gì và mình sẽ thiên theo kịch bản nào hơn. Ở đây thì mình sẽ dựa trên cái lý thuyết là Wigorf. Thế thì bây giờ chúng ta xác định là gì? Thị trường nó sẽ luôn luôn nằm trong một cái xu hướng nào đó. Chúng ta có một cái vùng tích lũy đi ngang ở đây, đúng không ạ? Một cái vùng uptrend, tức là theo một cái khung ngắn đi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một uptrend ở đây. Và đâu đó thì chúng ta đã có một cái vùng đi ngang ở đây và kết thúc cái uptrend nó là bằng cái cây này như này rồi, đúng không ạ? Thế thì liệu là bây giờ là chúng ta sẽ có một cái kịch bản nó gọi là những kẻ mộng mơ, quay trở lại đó hồi đáy chữ V. Thế thì đáy chữ V này nếu mà theo cái phương pháp Wigorf thì chúng ta sẽ xác định nó là như thế nào. Thì quay trở lại cái này thì chúng ta cũng đã thường ở trong tất cả những cái livestream thì Linh đều update rất là chi tiết về những kịch bản này. Thì hôm nay mình sẽ update tiếp cho chúng ta xem là thế liệu là nó hoàn thành xong một cú spring, tức là một cái cú rũ bỏ ở đây để nó đi tiếp hay không. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải nhìn lại cái mô hình nếu như giả sử là một cái mô hình mà tích lũy đi, gọi một cái mô hình tích lũy tức là gì? Chúng ta có một vùng đi ngang này, uptrend này, sau đó một vùng đi ngang, giả sử đây nó vẫn đang làm, tức là nó lấy lại được cái khung đi ngang này, tức là chúng ta đã có một vùng tái tích lũy. Thì nếu như giả sử nó hàn lại được cái trend này đúng không? Thì chúng ta sẽ có một kịch bản có thể kỳ vọng được, đó là một kịch bản là nó tái tích lũy để nó đi lên tiếp, và cái cú vừa rồi nó được gọi là một cái cú rũ bỏ, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta đang ở cái vị trí nào trong cái mô hình đó? Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái mô hình tích lũy của Wigorf. Bản chất là tích lũy hay tái tích lũy thì nó cũng tương đối giống nhau, là một quá trình đi ngang, đúng không? Thế thì các bạn nhìn vào cái xu hướng này nhé, thì các bạn hình dung ấy là chúng ta đã có một cái pha ở đây rồi, và đâu đó là có một cái cú spring. Spring thì thường mình hay gọi là trong ví dụ tích lũy hoặc là tái tích lũy mà có nhịp này thì mình rất rất là thích mua ở những cái điểm là điểm spring xong, tức là một cái cú rũ bỏ. Thế bản chất của spring là gì? Sau khi mà nó có một quá trình đi ngang, nó cũng đã test lại cạnh dưới, test lại cạnh trên để kiểm định cung xem có nhiều hay không, test cung xem có nhiều hay không, và sau một cái quá trình test ở cái phase B này đúng không ạ, thì nó sẽ có một cái cú, nó giống như là một cái cú test cuối cùng, một cú rũ bỏ cuối cùng để những cái ông ấy, weak hand, tức là những tay chơi yếu. Những cái ông mà ví dụ như là chiết đinh theo kiểu kỹ thuật chẳng hạn thì thủng gãy hỗ trợ này là các ông sẽ phải bán, hay là những cái ông mà có niềm tin về mặt cơ bản nhưng mà bởi vì là bây giờ nó cũng thấy là nó cũng bắt đầu là gãy như này, nó cũng có cái gì đó nó mong manh, tức là cái niềm tin đấy nó bị lung lay, thì thông thường nó sẽ rũ được khá là nhiều những tay chơi yếu ở đây, và sau khi mà rũ bỏ cái tay chơi yếu ở đây và ngay lập tức nó lấy lại được cái nền này, thì thông thường đấy nó sẽ là một cái cú spring, và sau cú spring này thì thông thường nó sẽ là pha kiểm định cung cuối cùng, rũ bỏ cuối cùng, thì thông thường sau đó chúng ta sẽ thấy cầu nó xuất hiện ở trong này và nó sẽ bước vào một cái pha vượt khung, tức là vượt cái khung này và bắt đầu chuyển sang, có thể chuyển sang phase E là một phase tăng giá. Ok, thế thì nếu như giả sử chúng ta đang ở một cú spring đúng không ạ, thì quay trở lại đây chúng ta sẽ nhìn vào cái mô hình của VN Index đúng không ạ, như thế này. Thế thì chúng ta nhìn thấy là nó đã lấy lại được cái nền này, và trong tất cả các kịch bản thì mình có update cho anh chị em trong room tư vấn khách hàng của TechProfit, đó là mình vẫn update một cái kịch bản mộng mơ đúng không ạ, và một kịch bản cơ sở đó, thì kịch bản mộng mơ đó là nó tạo thành một cú spring, nó lấy lại được ở đây đó. Thế thì chúng ta thử xem lại xem là index nó có giống cái phần tích lũy ở đây không, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn đây nhé, các bạn có thể nhìn lại này, phase A này, phase B này, test này, spring này, lấy lại này. Thì đây bây giờ đây là cái kịch bản hai đây đó, thì nếu mà chúng ta nhìn vào đây ở trên cái đồ thị thì mình đang không có vẽ trực tiếp trên đồ thị, nhưng mà cái này mình đã vẽ và mình chụp mình gửi lại cho chị em khách hàng sau cái phiên ngày hôm nay đó. Thì bản chất là gì? Chúng ta sẽ có một cái nhịp là phase A, là cái dừng xu hướng này đúng không, chúng ta đã có những cái nhịp kiểm định ở thân bên trên này, signal weakness ở đây này, upthird này, kiểm định lại lần nữa này, và sau đó thì nó có một cái pha nó giật ngược xuống đây thì nó tạo thành một cú, chúng ta nghi ngờ nó là cú spring đi, thì nếu mà như thế này nó sẽ tạo thành cái phase C đúng không ạ. Thế thì bây giờ cái điều kiện để nó thành công khi mà nó confirm mô hình là tái tích lũy này ấy, là chúng ta sẽ phải xác định là gì, nó sẽ phải test lại, nó thông thường nó sẽ test lại cái khung này một lần nữa, và test tức là gì, là một bài kiểm tra lại, kiểm định cung lại một lần nữa ở cái khu vực cái cạnh dưới này, là cái khu vực 1235 này, này đó, là khu vực 1235 này. Thì nếu như mà thực sự
là khi nó lấy lại và nó test lại thành công ấy, thì cái khu vực này là cái khu vực các bạn có thể mua, và thậm chí là các bạn có thể mua lại với một cái số lượng lớn. Còn phiên hôm nay thực ra ấy, là phiên hôm nay ấy, thì với nhiều anh chị mà gọi là có khẩu vị rủi ro lớn cao đúng không ạ, thì thậm chí là đã có thể là giải ngân một cách gọi là thăm dò, cái đấy mình hoàn toàn đồng ý đó. Nhưng mà với mình thì ngay khi, tức là ngay thời điểm nó lấy lại cái khung này này, thì thông thường ấy, mình sẽ chưa vội giải ngân ngay, là mình sẽ đợi những cú test như thế này, hoặc là nó có một cái nhịp nó gọi là tạo một cái đáy sau, một cái đáy nâng ở đây đó, thì lúc đó mình sẽ giải ngân, tức là mình sẽ mua ở cái điểm LPS này, là last point of supply. Thì đây là hai cái điểm mà các bạn có thể giải ngân. Thế thì đây là một cái kịch bản mà của những kẻ mộng mơ, bởi vì chúng ta thấy rằng là khi nó lấy lại được nền này, chứng tỏ là cái nhịp hồi này là nhịp hồi quá khỏe đúng không ạ, nhịp hồi quá khỏe của index. Thế thì chúng ta nếu mà giả sử nó kịch bản này thì mình sẽ hoàn toàn mình có thể là mình mua ở đây. Bây giờ câu hỏi đặt ra là tại sao mình lại không mua ngay khi nó lấy lại nền, là thực ra là ngay khi nó lấy lại nền như này, các bạn hình dung là để nó lấy lại được một cách nó thực sự là lấy lại được ấy, thì không phải là cứ thò đầu qua cái này cả, là nó đã confirm nó lấy lại được luôn. Mà các bạn hình dung nó sẽ có hai cách, một là nó sẽ phải vượt vượt hẳn lên trên phía trên này đâu đấy khoảng độ tầm 2%, ví dụ cách cái nền này khoảng 2-3% chẳng hạn, thì ok chúng ta có thể coi như là nó vượt thành công, hoặc là nó nằm trên này đâu đấy khoảng 3 phiên đó, nằm trên cái cạnh trên này khoảng 3 phiên thì chúng ta có thể coi như đó là một cái pha nó gọi là lấy lại nền thành công. Tuy nhiên là nếu mà nó mới chớm lấy lại như thế này mà giải ngân ngay thì thực sự là đối với mình thì mình sẽ không vội vàng. Thế còn lại là anh chị em active thì có thể là giải ngân thăm dò. Nhưng một cái ý nữa là tại sao mình chưa giải ngân phiên hôm nay, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Bởi vì mình vẫn có một kịch bản, và kịch bản cơ sở đó là một cái kịch bản mà đây nó vẫn là một nhịp hồi. Tức là các bạn hình dung là có thể là tạo lập nó vẫn sẽ cố tình nó đánh hơi vào trong cái khung này một lần nữa. Nhưng mà sau ngay sau đó không lâu thì nó lại rơi ra khỏi cái hộp này. Đó, thế thì nó sẽ theo cái kịch bản này, là kịch bản là phân phối. Đó, tức là các bạn hình dung là bây giờ là cái lằn ranh giữa phân phối và tái tích lũy nó thực sự nó đang rất là mong manh, và đâu đó thì mình vẫn hơi có thiên hướng là nó là một cái nhịp mà nó là nhịp hồi, tức là sau khi phân phối xong nó là một nhịp hồi đó, thì đâu đó là chúng ta đang thấy là nó đang ở cái điểm này, tức là nó rơi này, nó rơi qua đây này, sau nó hồi lại đây. Tất nhiên là cái điểm này, tức là cái mẫu hình này nó chỉ là một cái mẫu hình gọi là cơ bản của ấy thôi, nhưng có thể nó sẽ có những biến thể, thì có thể nó sẽ rơi sâu hơn một chút, nhưng mà đây là bản chất nó đang là cái điểm, nó đang kiểm chứng lại cái cạnh trên này. Tức là sau khi gãy hộp nhé, gãy khỏi khung này thì nó sẽ lấy lại. Đúng, các bạn quan sát mô hình này nhé, đó thì nó sẽ tạo những cái đáy sau thấp hơn này, cái đỉnh sau thấp hơn này, và sau đó rơi khỏi hộp này, và sau đó nó test lại cái khung này một lần nữa, và sau đó nó rơi. Thế thì chúng ta cũng cũng có thể cái này nó lấy lại đây đúng không, cái này nó lấy lại đây thì nó sẽ thành một cú spring, có thể thành một cú spring của index, tức là spring trong một khung tái tích lũy và sau đó đi lên tiếp. Nhưng nó cũng có thể là một cái điểm LPSI, tức là last point supply, tức là trong cái mô hình phân phối. Chúng ta hình dung là chúng ta đang đứng ở một cái mốc nó rất là quan trọng. Một là gọi là quay trở lại uptrend, và hai tiếp tục là rơi tiếp. Nó là một cái mốc mà nó phân định ranh giới giữa giữa kiểu như là một là anh hùng hay là tội đồ. Đấy, giống như quẻ một quả penalty ấy. Thì nếu như giả sử nó test lại cái khung này mà nó fail, tức là nó có thể đánh hơi nhô qua một chút nhé, nhưng sau đó nó ngay ngay lập tức nó rơi xuống thì nó sẽ là last point supply. Thế thì quay trở lại là nếu như giả sử nó là một cái mô hình phân phối đi đúng không, thì nó sẽ là như thế này. Đây, bản chất là khi mà chúng ta chưa có cái nhịp hồi chữ V này nhá, thì bản chất là nó đã đi xong gọi là đến phase D rồi, tức là chúng ta đã có PSI ở đây này. À, có buying climax là cái điểm dừng xu hướng tăng trước đó này, điểm test lại này, để gọi là điểm điểm gọi là cân bằng tự nhiên này, điểm test lại cái khung trên này, cái điểm gọi là test lại khung dưới mini signal weakness này, test lại tức là một cái điểm uptrend này, đánh vượt khung và sau đó nhanh chóng quay trở lại này, và một lần nữa kiểm định lại cái khung trước đó và sau đó lại rơi tiếp, thì nó thành cái phase C ở đây đúng không? Đây nhá, chúng ta nhìn này, UT này, LPSI này, đây. Đây đúng không? UT này, LPSI này, đúng không? Đây, PSI buying climax này, auto rally ST này, đúng không? PSI buying climax, auto rally ST này, mini uptick này, đánh hơi check khung này, uptrend này, LPSI này, LPSI này, đúng không? Rơi ra khỏi khung này. Tức là cái LPSI này của nó thì nó rơi rất là mạnh ra khỏi khung và sau đó nó quay trở lại, đúng không? Thế thì đâu đó là chúng ta đang ở cái điểm, đấy, cái điểm này.
rơi ra khỏi khung và sau đó kiểm chứng lại. Đây rơi ra khỏi khung và đây sau đó kiểm chứng lại. Thế thì đấy là cái mà mình chia sẻ với các bạn ấy, là không phải là nó cứ nhô vào cái này là các bạn mua được ngay đâu, đúng không? Mà chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta nên đợi nó là tái tích lũy để đi lên tiếp hay là phân phối ấy, thì chúng ta nên đợi một chút, đúng không? Sống chậm một chút. Còn lại các bạn cứ xác định là nếu như giả sử nó đi theo kịch bản này này, cái kịch bản mà tích cực ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái sóng tăng, đúng không? Đâu đó có thể nếu mà ổn nó có thể nó vài tháng. Thế nên là với cái việc mà chúng ta mua chậm hơn một chút, một hai phiên đối với mình nó không vấn đề gì cả. Các bạn có thể chấp nhận các bạn mua cao hơn một chút cũng được. Các bạn có thể là các bạn đợi nó nhô lên hẳn đây và nó test lại đây, các bạn mua cao một chút cũng được, chấp nhận mua cao hơn nhưng nó an toàn hơn. Thì đối với mình đấy là cái điều nó tức là nó đảm bảo nó tạo cho mình một cái sự bình an à, chứ không phải là anh em cứ thấy nó thò phát anh em bảo là đợi ôn lên là một nhịp bỏ spring vào. Và thậm chí là khi mình chia sẻ cái quan điểm, khi mình chia sẻ là cái kịch bản hồi chữ V này, đúng không ạ, thì rất nhiều anh em cũng cười phân phối rồi à, hồi nào được như này, nhưng mà cuối cùng nó vẫn vẫn có những xác suất càng ngày nó càng càng thấy là cái xác suất hồi chữ V này là nó cao, đúng không ạ, đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà mình chia sẻ một cái kịch bản là nó chỉ test ở đây và nó phân phối tiếp thì cũng lại rất nhiều anh em cười đấy. Nhưng mà về mặt bản chất ấy, thì khi các bạn hiểu cái phương pháp của các bạn, cái phương pháp luận của các bạn, đúng không? Các bạn có một phương pháp nào đó, nhưng mà đối với mình thì mình đi theo cái mô hình của Quỹ Đỏ và mình thấy nó rất là đúng. Thì ở những cái điểm nhạy cảm như thế này, tức là nó rất là chông chênh giữa cái câu chuyện đó là nó là hồi lên của một cái nhịp gọi là một cái nhịp phân phối hay là nó lấy lại nền của một cái cú rũ bỏ, thì đấy là cái mốc nó rất là nhạy cảm và trong tuần này chúng ta sẽ biết nó là như thế nào. Thì tốt nhất là các bạn cứ đợi thêm khoảng độ tầm mình nghĩ khoảng 2-3 phiên nữa. Đấy, khi nó test lại cạnh này là các bạn sẽ biết ngay. Hoặc là 1-2 phiên tới, 2 phiên tới mà sau cái phiên ngày hôm nay ấy, mà các bạn cho rằng nó là bùng nổ theo đà, đúng không? Nếu mà sau cái phiên ngày hôm nay mà nó chỉ tạo những cái nến doji liên tục mà vol nó không có sự cải thiện mà nó cứ thấp dần, mà tức là nó không có sự theo đà ở đây ấy, thì mình nghĩ là nó mới ok. Nếu mà nó không theo đà được thì chứng tỏ là gì, cầu nó yếu đó, thì khi đó đúng không, các bạn sẽ phải rất là cân nhắc và chúng ta sẽ phải bán mạnh chỉ chậm và thậm chí bán hết tài khoản nếu như khi nó chớm vào mà nó lại phủ nhận, đúng không, phủ nhận lại cái cây tăng ngày hôm nay và ví dụ mất mốc 1-2-3 lần thì thậm chí các bạn có thể bán hết tài khoản. Mình nghĩ đấy cũng là một trong những cái mà các bạn cần chuẩn bị. Ở đây là gì, cái câu chuyện mình đặt ra các bạn là gì, mình có phương pháp, đúng không ạ, và mình cũng chia sẻ cho các bạn cái phương pháp của mình. Thì cái quan trọng nhất là gì, dù thị trường nó có như thế nào đi chăng nữa, giả sử nếu như nó làm một kịch bản là những kẻ mẫu mơ ở đây, nó tạo cái đáy nâng ở đây và nó tạo thành cú spring ở đây, nó đi theo cái kịch bản này, đúng không, nó đi theo kịch bản này đi, thì mình cũng rất là vui. Mình rất là vui bởi vì sao, bởi vì mình còn chơi được, chúng ta sẽ còn tiếp tục được và nó hàn lại cái trend này à, và mình cũng đã tâm sự trong rất là nhiều những cái livestream đó là thực sự là mình thấy tiếc ở cái nhịp vừa rồi của thị trường, bởi vì nó set up một cái form nó mất từ 6 đến 9 tháng để nó tạo một cái form uptrend như vậy nhưng cuối cùng nó lại fail, thì thực sự mình rất là tiếc à, nhưng mà nếu như giả sử nó hàn lại được cái trend này thì thực sự là mình rất là vui và hoan hỉ trong cái câu chuyện đó là gì, chúng ta lại có thể chơi được tiếp và lúc đấy thì mình vẫn sẽ giành ngân lại một cách gọi là mạnh mẽ nếu như nó ổn, đúng không? Còn nhưng mà quay trở lại câu chuyện đó là gì, thế nên nếu như giả sử mà nó không theo kịch bản kẻ mộng mơ đấy mà nó gãy gãy tiếp, thì một cái câu hỏi Linh đặt ra cho các bạn là nếu như giả sử nó gãy tiếp thì các bạn sẽ làm gì, các bạn nhìn lại cái danh mục của các bạn sẽ làm gì, bán con nào, bán hạ tỷ trọng xuống còn bao nhiêu phần trăm hay là bán hết hay như nào đó, thì cái đấy là cái mình muốn các bạn lưu ý và các bạn quản trị cho cái tài khoản của mình đó. Còn thị trường thì thực sự là với những cái ranh giới nó lằn ranh nó rất là mong manh, cái vĩ tuyến 17 ngày mà đêm này thì thực ra bò hay gấu đánh nhau ấy, thì thực ra phải quan sát cực kỳ kỹ à, còn nếu như mà giả sử như là nó gãy ở đây, gãy tiếp ở đây thì cũng cứ hoan hỉ là ok, nếu mà nó gãy nhanh gãy sớm thì mình sẽ lại sớm có điểm vào nó dễ hơn. Sợ nhất là cái kiểu mà nó rơi xuống nó cứ nhùng nhằng ở đây nó sẽ rất là khó chịu, sợ nhất kịch bản đó. Nhưng mà nếu mà nó rơi rơi mạnh rơi sâu thì lại có cái cơ hội để chúng ta vào. Cho nên là dù có gì làm cú spring rũ bỏ tạo những cái đáy nâng đi lên tiếp ở đây thì chúng ta cũng giải ngân được, còn nếu mà giảm mạnh vẫn có cơ hội để giải ngân, đúng không ạ? Cái quan trọng là với những bạn mà ví dụ như là mua rồi này, hay là có tỷ trọng lớn này thì chúng ta phải có một kịch bản, thì cái đấy là nó sẽ giúp cho chúng ta chủ động trong mọi cái tình huống nó xảy ra.
chứ không phải là chúng ta cứ khăng khăng theo một cái kịch bản nào đó, mà nếu như giả sử mà nó không đi theo kịch bản của mình thì nó sẽ rất là bị động như các bạn, đúng không ạ?